Chào các bạn, hôm nay là mình giới thiệu chiếc Sony C1 1505 vừa mới đập hộp. Các bạn đây có thể thấy trên tay mình là chiếc Sony C1505 màu trắng. Đây. Còn rất chưa có sử dụng bất cứ gì. Chấu pin các bạn cũng có thấy. Chấu pin là chưa có vết nào trầy xước. Cấu hình của C1505 thì nó không cao lắm, nhưng mà về thiết kế giao diện cũng như đó độ xử lý thì bằng con chip của Sony Xperia thì các bạn biết, và cũng như chụp ảnh và cũng như tốc độ xử lý sẽ tốt hơn những con Samsung rất là nhiều. Đây mình sẽ kích hoạt. Ở đây các bạn có thể thấy là phiếu bảo hành chưa được kích hoạt, thì nếu mà kích hoạt thì cung cấp số email và số tổng đài thì bắt đầu sẽ kích hoạt. Tai nghe cáp tất cả đều riêng. Cái logo chạy rất là nhìn rất là tinh tế và ba chiều. Mình chưa có xài con này lần nào nên cũng không quen lắm. Mình từ đây thì mình coi phone xài Android 4.1. Mình không biết đây là stock ROM hay là ROM được mod lên trên nền 2.3, nhưng mà có lẽ là đây là cái ROM xuất xưởng, tại vì mình chưa sử dụng một ngày nào. Bạn có thể thấy đây, khi mà phân dùng ổ nhớ trong cái mục kernel version, bạn có thấy Ubuntu là nó sẽ sử dụng hệ điều hành Ubuntu của Linux. Vậy là rất là khó trong cái đợt ROM. Điều đó cho thấy là quá trình bảo mật của Sony rất là cao. Giờ bạn thử test wifi thấy như thế nào. Tuy là RAM 512 nhưng bộ Sony xử lý rất là nhanh. Và thiết kế giao diện rất đẹp, tuy là màn hình 3.5 nhưng mà trông rất là tương đối so với cái máy này, rất là cân đối. Rất lạ khi mình vô đây trong bộ trong những cái app mặc định thì cũng rất là đầy đủ. Và cái CPU Z này các bạn có thể sử dụng để coi cấu hình, mở wifi và 3G có thể là coi được cấu hình của Google Chrome. Ai biết Google Chrome thì có browser của Android, có Google cộng Facebook và LinkedIn hay là nhìn rất là mượt. Tuy là cấu hình không được cao lắm nhưng rất là mượt. WhatsApp mà có thể thấy, Watchman, một cái trình nghe nhạc đặc trưng của Sony Xperia và Sony Ericsson hồi xưa cũng vậy. Thì trải nghiệm của mình thì với cái giá, với cái tầm giá tầm 2.4 triệu, 2.4 triệu đến 2.5 triệu này thì cái con Sony Xperia này có thể mang đến cho bạn cái sự hài lòng về cấu hình không cao lắm, nhưng mà về chụp ảnh hay là giao diện của nó nhìn rất là đẹp, thích hợp cho các bạn nữ, nhìn cũng cầm rất là chắc tay, không có nhẹ những cái con cùng cấu hình của có thể Trung Quốc sản xuất. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình trên tay lần sau. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Xin chào các bạn.